Hello guys, I'm Thanh from Amang English and welcome back to my video. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với khóa học tiếng Anh giao tiếp dành cho người mới bắt đầu. Và hôm nay chúng ta sẽ đi sang cái giai đoạn thứ hai, đó là Unit 2, Numbers. Unit thứ hai đó là Unit Numbers, hoặc chúng ta sẽ học về con số. Alright, so lesson 4, telephone numbers and email addresses. Ok, tức là bài này mình sẽ học về số điện thoại, cách thức mà mình sẽ nói cái số điện thoại như thế nào, hay là hỏi số điện thoại của người khác. Được chưa? And email address cũng như là mình cách mình viết email hay là mình đọc email như thế nào. Alright. Rồi, cái này mình sẽ sử dụng rất nhiều trong quá trình mà nếu mà các bạn là dân văn phòng hay là các bạn sẽ gặp với làm việc với những người đối tác là nước ngoài thì đây là một cái chủ điểm rất là hay gặp và các bạn sẽ được sử dụng rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài học ngày hôm nay nhé. Alright, so contents. Phần hôm nay nội dung chúng ta sẽ học về grammar, ngữ pháp chúng ta sẽ học về what's, câu hỏi với what's. Thứ hai, cách trả lời is. Và hai tính từ sở hữu, my and your. My là tôi, của tôi, your là của bạn. Đây là hai tính từ sở hữu đầu tiên. Alright, next one, vocabulary, từ vựng chúng ta sẽ học cách nói đúng và nói chuẩn. From 0 to 10. Từ 0 đến 10, được chưa? Nói đúng và nói chuẩn. Email addresses, những cái từ vựng mà để chúng ta có thể nói được cái email addresses, các cái ký tự chúng ta sẽ nói như thế nào. Alright, rồi chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay ngay lập tức nhé. Ok, đầu tiên là một cái bài nghe để chúng ta cho cái tai của chúng ta sẽ tập làm quen dần với cái ngữ điệu của người bản xứ. Để chúng ta nghe xem là vậy thì khi mà người ta đọc số, những cái số này người ta sẽ đọc như thế nào nhé. Exercise 1, listen and repeat the number. Listening 13. Zero. Zero. Again. Zero. Yes. One. 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 Good. Two. 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 Three. 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 Four. Four. Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Ten. Okay, good job. Mọi người cố gắng nhé. Là khi mà Thanh bảo mọi người làm theo và đọc theo băng thì chúng ta nên cho mình cơ hội để chúng ta có thể lục luyện tập. Thế nên là các bạn sẽ đọc lại cùng với Thanh nhé. Okay. Okay, đầu tiên số 0 đúng không? Mình sẽ có hai cách đọc là O hoặc là Zero. Okay, được chưa? O hoặc là Zero. Bây giờ các bạn nhắc lại cùng với Thanh nhé. O. Zero. Great. Next one, number two, number one, one. Yes, number two, two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Ten. Great, okay, good job. Alright, bây giờ Thanh có cái phiên âm của từ số 1 đến số 10. Các bạn lưu ý cho Thanh cách đọc cũng như là phiên âm của nó nhé. Đầu tiên số 1, chúng ta sẽ không đọc là one, one như ngày xưa mà chúng ta hay đọc là O-A-N-1 đúng không? Mà nó là chữ W, mà chữ W. Okay, vậy thì các bạn sẽ đọc là one. One. Again, repeat after me. One. Again, one. Great, good job. Và chúng ta sẽ không được đọc là one. Ok, rồi next one. Số 2 thì mình sẽ đọc là two. Chữ U dài, nhớ chu mưa lên trước Thanh nhá. Two. Two. Ok, good job. Thở, cho nên chúng ta sẽ cho lưỡi ra giữa hai hàm răng này. Thổi hơi ra. Không rung nhá. Và sẽ các bạn sẽ đọc là three. Again, repeat after me. Three. Again, three. Yes. Số 4, four. Four. Again. Four. Yes.
Số 5 nào, số 5 cái ending sound tức là cái âm cuối chúng ta sẽ có chữ V đúng không? Và chữ đọc chúng ta sẽ đọc là five. Again. Five. Again. Five. Yes. Số 6 này có chữ K này và chữ S đúng không? Chúng ta đọc là six. Again. Six. Again. Six. Good job, good job. Oh, số 7 nhá, trọng chúng ta có hai âm tiết cho nên trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất và chúng ta sẽ đọc là seven. Again. Seven. Again. Seven. Great. Và số 8. Số 8 rất nhiều người đọc sai. Chúng ta hay đọc là S, nhưng mà không phải. Và nhớ các bạn là âm E-I và chữ T ở cuối. Cho nên chúng ta sẽ đọc là eight. Again. Eight. One more time. Eight. Good job. Next one. Số 9 này. Số 9 là cũng có ở âm cuối nhất là âm N này. Cho nên chúng ta sẽ đọc là nine. Nine. Okay, good job. Đọc lại theo thanh nào. Nine. Nine. Again. Nine. Good job. Số 10 nào. Ten. Again. Ten. Ten. Great, good job. Rồi, đọc lại cho thanh một lần nữa nào. Tự đọc nhá. Okay. One. Two. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Great, good job. Nhớ luyện tập thật nhiều lần để chúng ta đọc một cách chính xác nhé. Okay, next one. Now I have the phone here. Okay, bây giờ Thanh sẽ có một cái điện thoại ở đây đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải điền từ số 1 cho đến maybe số 9 đến số 10 vào cái điện thoại này được chưa? So you have 1 minute to practice. Okay, bây giờ chúng ta sẽ có 1 phút để bắt đầu điền các cái số vào trong những ô trống nhé. Và lưu ý khi mà các bạn điền ấy, các bạn vừa điền vừa viết và sau đó vừa đọc lại giúp Thanh nhé. Ví dụ mình đã viết số 1 đúng không? One. So one. Được chưa? Number 2, số 2 đúng không? Two. All right. Vừa viết vừa đọc nhá. Okay. So 1 minute for you. Go. Okay. Sau khi mà chúng ta đã xong rồi, thì các bạn hãy so sánh Thanh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhá. Được chưa? Nào, đọc lại cho Thanh cùng một lần nữa nhá. One. Five. Four. Seven. Seven. Oh. Zero. Zero. Eight. Eight. Nine. Nine. Six. Six. Three. Three. Two. Great. Good job. Rất là tốt rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo nhé. Alright. Now you have to listen. Okay. Bây giờ chúng ta khi mà đã học được cái cách đọc số như vậy rồi, bây giờ chúng ta phải áp dụng. Được chưa? Chưa chắc là khi các bạn đã biết đọc các số đó mà khi mà các bạn nghe người nước ngoài nói, các bạn lại ghi được đúng số đó đâu. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nghe và sau đó điền vào. Ở đây Thanh có 4 bức tranh. Bức tranh số 1, số 2, số 3 và số 4. Điền các số điện thoại vào ô trống sao cho phù hợp nhé. Ok, so listen. Listening 14. 1. What's your telephone number? 0286 104-493. 0286-104-493? That's right. 2. My phone number's 212. Sorry? 212. Right. 6374859. So 212-637-4859. That's right. 3. So, your phone number is 01632-754-966. Yes. Okay. 4. What's your number? My phone number? Yes. 0798. 58. No, 98. Right. 251. Sorry?
251. Right. 3746. OK. So 0798 251 3746. That's right. OK, have you done all of the plank? Mình đã hoàn thành được tất cả các ô trống ở đây chưa nhỉ? OK, nếu mà chúng ta chưa hoàn thành, chúng ta hãy dừng video hoặc là quay trở lại video và trong đó chúng ta sẽ nghe lại băng 1 đến 3 lần để chúng ta chắc chắn là chúng ta đang nghe kỹ để khi mà thanh chữa các bạn có thể hiểu sâu hơn nhé. Alright, rồi, sau khi các bạn đã nghe xong rồi thì các bạn có thể so sánh đáp án Thanh đưa ra cho các bạn ở đây. OK, và bây giờ chúng ta sẽ tập đọc các cái số điện thoại này cùng với Thanh nhé. OK, this one, number one. 028 610 6410 4493. Khi mà có hai số giống nhau đúng không? Chúng ta sẽ dùng là double cộng với số đó. Ví dụ ở đây hai số 4, mình sẽ nói là double 4, được chưa? Tức là 44. OK, rồi. Các bạn đọc lại cùng với Thanh nhá. 028 610 6410 4493. Great. Number 2 212 6 3 7 6 3 7 4 8 5 9 4 8 5 9. Good job. And number 3 016 016 327 327 5 4 9 5 4 9 and double 6 double 6 and number 4 079 079 825 825 137 137 46 46. Good job. Rồi, các bạn một lần nữa sau khi mà đọc cùng với Thanh rồi, bây giờ Thanh chỉ các số điện thoại nào, các bạn đọc lại cho Thanh một lần nữa nhé. OK, number 1. 028 610 6410. OK, number 2. 212 6 3 7 4 8 5 9. OK, number 3. 016 327 5 4 9 6. And the last one, 079 825 137 46. Great, good job. Cố gắng luyện tập thật nhiều lần để chúng ta sẽ đọc trôi chảy các cái số điện thoại này nhá. OK, rồi, tiếp theo, pronunciation. Sang cái phần tiếp theo này, bây giờ các bạn hãy lắng nghe cái đoạn hội thoại một lần nữa để chúng ta sẽ xem trong cái đoạn hội thoại này thì cái ngữ điệu khi mà người ta đọc các cái câu hỏi này như thế nào, đúng không? So listen. Nghe nhá. Listening 15. 1. What's your number? Okay, người ta sẽ đọc là what's your number? Alright. Nhắc lại cùng với Thanh nào. What's your number? Again, what's your number? What's your number? Yes, good job. Rồi, lưu ý cho Thanh nhá. Ở đây cái chữ T, S và cộng với chữ Y này chúng ta sẽ phát âm bằng chữ Ch cho Thanh nhá. Okay, rồi đọc lại nào. What's your number? Great. Next one. My phone number. À, nó sẽ lên giọng đúng không? Bởi vì đây là câu hỏi, mang nghĩa câu hỏi. My phone number. À, số điện thoại của tôi á, đúng không? Again, my phone number. My phone number. Again, my phone number. My phone number. Good job. Yes. Yes. Again. Yes. One more time. Chính xác rồi. 2. My phone number is 212. Okay. My phone number is 212. My phone number is 212. Again, my phone number is 212. My phone number is 212. Yes. Mọi người lưu ý cho Thanh này, chữ S ở đây đúng không? Chúng ta sẽ phát âm là âm Z nhá. Okay, cho mình sẽ đọc là my phone numbers. Được chưa? Rồi, good job. Next one. Sorry. Sorry. Lên giọng nhá. Again. Sorry. Sorry.
One more time. Sorry. Sorry. Great. 212. 212. 212. One more time. 212. Great. Good job. 3. 58. 58. 58. Mọi người lưu ý cho Thanh này, chữ V E là âm câm. Nếu mà chữ E đứng cuối từ là âm câm nhá. Cho nên chúng ta sẽ end âm cuối của từ này là âm V và chúng ta sẽ kết với cái âm nguyên âm đằng sau. Mình sẽ đọc là 58. Được chưa? Rồi, nhắc lại cùng với Thanh nào. 58. 58. Again, 58. 58. All right, good job. No. 98. No, 98. No, 98. One more time. No, 98. No, 98. Chính xác rồi. Right. 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 Again, right. Right. Chính xác. 4. So, 212. 637 4859. Okay, so 212 637 4859. Again. So 212 637 4859. Good job. Rồi, các bạn lưu ý nhé, chữ 8 mà các bạn sẽ bật cái âm T ra cho Thanh nhá. Đọc lại cho Thanh nào. 8. One more time. 8. 8. Good job. That's right. That right. Okay. Repeat after me. That right. That right. Again. That right. That right. Mọi người lưu ý chữ that đúng không? Cho lưỡi ra giữa hai hàm răng nhá. That. That right. That right. Chính xác rồi. Good job. Rồi. Vậy để ở đây Thanh sẽ dịch qua cho mọi người đúng không? What's your number? Hỏi số điện thoại. Số điện thoại của bạn là gì vậy? My phone number? Số điện thoại của tôi á? Yes, đúng rồi đó. Ok, number 2. Người ta sẽ trả lời. My phone number is 212. Số điện thoại của tôi là 212. Sorry, nếu bạn không nghe rõ đúng không? Bạn sẽ nói là sorry, xin lỗi cơ. Ok, 212. Sau đó người ta sẽ nhắc lại cái số đó cho bạn. 212, 212. Ok, next one. 58, ý là 58 ý á. Ok, người ta sẽ hỏi nếu mà bạn không hiểu, nghe không rõ cái đoạn nào ấy, người ta nhắc lại cái đoạn đó và mình sẽ lên giọng của cái đoạn đó nhá. Ví dụ này, 58. Đó, được chưa? 58 á. Sau người đã trả lời no, 98. Không, 98. Ok, rồi, right. Đúng rồi, đúng không? Câu số 4 này. So, 212 637 4859. Vậy thì số điện thoại của bạn là 212 637 4859. Đúng không? Sau đó các khi mà confirm, tức là xác nhận lại số điện thoại, thì mình sẽ dùng cái từ so, đúng không? Kết lại. Đó. Và sau đó người ta sẽ là that right. Đúng rồi đó. That right. Ok. Vậy thì thông qua cái đoạn hội thoại này thì các bạn sẽ học được cái gì ở đây? Alright. Thứ nhất là câu hỏi, đúng không? Câu hỏi về số điện thoại. Các bạn lưu ý cho Thanh, mình đã học cấu trúc từ để hỏi với động từ to be rồi. Câu hỏi đối với động từ to be rồi. Đó là từ để hỏi cộng động từ to be và cộng với chủ ngữ, đúng chưa? Hỏi số điện thoại của bạn là gì? Thế trong câu này là mình sẽ không có động từ chỉ hành động, cho nên mình phải sử dụng động từ to be. Vậy thì câu hỏi ở đây, cái từ để hỏi ở đây là gì? Thì mình phải có từ what và sau đó cộng động từ to be, đúng không? Và sau đó cộng với chủ ngữ. Chủ ngữ ở đây là số điện thoại của bạn. Được chưa? Rồi, chủ ngữ là số điện thoại của bạn, cho nên là động từ to be nó phải đi với động từ is, bởi vì nó là số ít. Ok, so you have the question, what's your phone number? Được chưa? Và lưu ý, Thanh nhắc rồi, các bạn sẽ đọc là what's your. Ok, cái này tạo thành âm chr. Ok, so repeat after me. What's your phone number? What's your phone number? Again, what's your phone number? Great, good job. Và trả lời kết số điện thoại mình sẽ có hai cách. Số điện thoại của tôi là, hoặc là các bạn có thể trả lời là nó là, đúng chưa? Rồi, số điện thoại của tôi là
My phone number is. Được chưa? Nhớ là phát âm là chữ Z nhá. Again, my phone number is. My phone number is. Okay, good job. Thứ hai, is. Ở đây là âm S gì nhá? Is. Is. Sau đó các bạn cộng với số điện thoại đằng sau, đúng không? Khi mà người ta khi mà bạn nói ấy, người ta không nghe thấy thì người ta sẽ hỏi câu hỏi là sorry, kiểu là xin lỗi, không nghe rõ ấy. Sorry. Yes. Và sau khi mà hỏi xong số điện thoại rồi, các bạn sẽ chốt lại cho Thanh. Các bạn dùng từ so. Vậy thì so, và đọc lại số điện thoại của người ta. Được chưa? Ví dụ trong trường hợp này, so, phụ chu, one, two, blah, blah. Alright. Và Thanh có một cái từ, có ba cái ở đây. Yes, right, và that's right. Ok, ba cái từ này mình có thể thay thế cho cái từ yes, đúng không? Ok, yes là đúng. Right cũng là ok, là đúng. Và that right cũng là đúng rồi đó. Thế nên các bạn sẽ sử dụng linh hoạt cho Thanh ba cái từ này nhá, để thay thế cho từ yes, để cho cái đoạn hội thoại của mình nó không bị nhàm chán. Alright, ok, good job. Ok, so we move from next ones. Mình sẽ sang cái phần tiếp theo nhá. Grammar, ở đây Thanh có phần ngữ pháp. Ở đây là gì nhỉ? À, chúng ta cũng nhắc lại thôi, từ để hỏi với what, tính từ sở hữu my và your. Vậy thì các bạn để ý ở đây cho Thanh này. Thanh có your phone number. Ok, Thanh có my phone number. Ở đây thì các bạn sẽ rút ra được cái gì? À, vậy thì tính từ sở hữu đứng ở vị trí nào nhỉ? Có phải tính từ sở hữu nó sẽ đứng trước danh từ đúng không? Yes, chính xác rồi nhá. Mọi người chốt lại cho Thanh kiến thức. Đó là tính từ sở hữu và sẽ đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Được chưa? Ví dụ ở đây, số điện thoại của ai? Của bạn. So, your phone number. Số điện thoại đây là danh từ. Của ai? Của tôi. My phone number. Được chưa? Ok, good job. Rồi, Thanh cũng có câu hỏi về số điện thoại đúng không? What's your phone number? Ok, số điện thoại của bạn. Thanh có tiếp theo. What's your mobile number? Mobile number là số gì nhỉ? À, số điện thoại cá nhân, số điện thoại di động, đúng không? What's your fax number? Là số gì? Số fax, đúng rồi, số fax ở công ty ấy. What's your email address? À, đây là câu hỏi về địa chỉ email. Các bạn đọc lại cho Thanh cái từ địa chỉ email nhé. Email address. Email address. Again, email address. Good job. Rồi, sau khi mà trả lời những cái câu hỏi này thì các bạn có thể dùng hai công thức. Một là is, dùng chủ ngữ giả is, sau đó cộng với cái số đằng sau. Hoặc là các bạn có thể dùng là nhắc lại câu trả lời, câu hỏi. Số điện thoại của tôi là, số fax của tôi là, địa chỉ email của tôi là, và sở hữu, tính từ sở hữu nhé. My. Ok, great. Các bạn sẽ ghi lại kiến thức này vào trong vở giúp Thanh nhé. And next one. Và tiếp theo đó là cái phần về tính từ sở hữu. À, phần grammar 5, tính từ sở hữu. Ở đây chúng ta sẽ được chia làm hai loại. Đó là tính từ sở hữu, dạng số ít và dạng số nhiều. Đúng không? Số ít thì tương tự mình có my, your, his, her, its. Số nhiều là our, your, their. Được chưa? Và nhớ cho Thanh là tính từ sở hữu thì nó đứng đằng trước danh từ. Và nó sẽ không thay đổi... nó sẽ không thay đổi kể cả nó đi với danh từ số ít hay danh từ số nhiều. Được chưa? Ví dụ ở đây Thanh có what his mobile number, số điện thoại của anh ấy là gì, và ở đây số ít cho nên mình vẫn dùng his. Tuy nhiên số nhiều thì mình danh từ, nếu mà nó danh từ số nhiều thì các bạn vẫn dùng từ his cho Thanh nhá. Đó, thế là tính từ sở hữu nó sẽ không biến đổi theo danh từ số ít hay là danh từ số nhiều, đúng không? Alright. Tiếp theo, mình sẽ có his và her là dùng cho người, anh ấy và cô ấy. Còn is, chúng ta sẽ dùng cho vật hoặc là con vật nhé. Ok, rồi, đó là những cái điều mà Thanh muốn lưu ý cho mọi người cái phần mảng kiến thức này. Còn đối với phần giao tiếp thì các bạn hãy để ý cho Thanh. Ở đây Thanh có hai cột. Cột thứ nhất là pronouns, đó là đại từ nhân xưng. Được chưa? Thứ hai, possessive adjective, nó là tính từ sở hữu. Rồi, chính xác. Tương tự với một đại từ nhân xưng thì chúng ta sẽ có một tính từ sở hữu tương ứng, đúng không? Và các bạn sẽ đọc lại cho Thanh. Lưu ý cho Thanh là đối với đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu thì nếu mà đọc ở trong câu hoặc là nói trong giao tiếp thì chúng ta sẽ không được nhấn mạnh nhá. Ok, tức là chúng ta sẽ đọc với giọng đi xuống, được chưa? Ví dụ, các bạn bình thường các bạn sẽ đọc ở đây là I, đúng không? Thì các bạn sẽ đọc với giọng đi xuống là I. Đó, được chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ tập đọc với giọng đi xuống nhá. Các bạn đọc lại theo Thanh nào. I.
my, you, your, we, our, they, their, he, his, she, her, it, its, its. All right, good job. Nhớ nhé, chữ she này mà các bạn đọc lại cho thành chữ she, chu tròn môi nào. She, she. Okay, good job, tôi. Next one, listen three. Now you have to listen. Bây giờ mình sẽ nghe một cái đoạn hội thoại đúng không? Người ta sẽ hỏi về số điện thoại. Còn nhiệm vụ các bạn sẽ phải ghi xuống, được chưa? Nghe và sau đó ghi xuống nhé. Okay, listen. Listening 16. My phone number's 0161 938 4527. 0161 938 4527. That's right. And my mobile number is 077-910-346. 077-910-346. And your fax number? It's 0161-939-8223. 0161-939-8223. That's right. Okay. Thanks, Richard. No problem. Các bạn đã nghe được hết các cái số điện thoại ở đây chưa? Alright, nếu các bạn chưa nghe được hết các cái số điện thoại ở đây, các bạn hãy quay lại video và sau đó nghe lại cho Thanh 3 lần nhé. Alright, sau đó các bạn sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Rồi, chính xác rồi. Và đây là đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn. Alright, các bạn thử so sánh xem mình được đúng được bao nhiêu câu. Rồi, nhớ cho Thanh nhé, cái số 2, số 7 ở đây người ta sẽ đọc là gì nhỉ? Double 7, đúng không? Double 7, tương tự 2 số 0, double O. Chính xác rồi. Hai số 2, double T. Ok, good job. So, I asked you. Bây giờ mình luyện tập nói với nhau nhé. I asked you and you have to answer. Bây giờ Thanh hỏi và các bạn sẽ phải trả lời, được chưa? Ok, number 1, what's his telephone number? And you answer và các bạn trả lời nào? Yes, có phải các bạn trả lời là his telephone number is 0161 938-4527. Great. Number 2. What's his mobile phone number? And you answer? His mobile phone number is 0771-00346. Great. Chính xác rồi. His mobile phone number is 0771-00346. Great. And the last one, what's his fax number? And you answer? His fax number is 0161-939-8223. Okay, chính xác rồi, các bạn trả lời là his fax number 0161-939-8223. Ok, giờ mọi người nhớ luyện tập khi mà những cái giây phút mà Thanh dừng lại hoặc là Thanh để cho các bạn trả lời thì các bạn hãy tự tập trả lời để có nghĩa là Thanh đang tập cố tương tác với các bạn. Alright, good job. And next one, vocabulary practice. Ok, Thanh ở đây có một cái phần bài tập từ vựng đúng không? Các bạn sẽ làm cho Thanh cái tập từ vựng này, được chưa? So, 1 minute for you to do this exercise. Go. Alright, các bạn đã điền hết chưa? Và các bạn sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Yes. Number 2, address. Number 3, mobile phone number. Number 4, fax number. Number 5, email address. Okay. And I ask you, what's Dan's telephone number? His telephone number 0208-06-2345. Chính xác rồi. And next one,
What's Dan's address? His address is 17th John Road. Okay, number three. What's Dan's mobile number? His mobile number is 0767214841. Okay, good job. And number four, what his fax number? His fax number is 02088062757. Great. All right. And I have the grammar practice for you. Và đây thì sẽ có một cái bài tập ngữ pháp cho các bạn. Các bạn hãy sắp xếp những cái từ này vào vị trí sao cho tạo thành một cái câu hoàn chỉnh. Okay. So, 1 minute for you to do the exercise. Go. Alright, các bạn đã làm xong chưa? Nếu các bạn đã làm rồi, hãy so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Can you repeat after me? Bây giờ mọi người hãy đọc lại theo Thanh nhé. Number one, what's your telephone number? What's your telephone number? Again, what's your telephone number? What's your telephone number? Yes. Number two, what's your email address? What's your email address? Again, what's your email address? Mọi người lưu ý cho cái từ email. Mọi người sẽ cong lưỡi lên nào. Email. Again. Email. Email. Yes, good job. Number three. What's the fax number? What's the fax number? Again. What's the fax number? What's the fax number? Yes. Number four. What's your mobile phone number? What's your mobile phone number? Again. What's your mobile phone number? Yes. And last one. This is my email address. This is my email address. Again, this is my email address. This is my email address. Good job. All right. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần câu hỏi về email nhé. Trước khi mà chúng ta nghe cái đoạn này, Thanh sẽ đưa cho các bạn một số cái cách thức đọc của những ký tự ở trong email mà chúng ta sẽ gặp phải trong quá trình mình nghe nhé. Rồi, đầu tiên, các bạn đọc lại cho Thanh cái từ địa chỉ email này. Email address. Ok, đọc lại cho Thanh nhá. Email address. Email address. Again, email address. Email address. Good job. Rồi, đầu tiên Thanh có dấu chấm thì chúng ta sẽ đọc là dot. Again. Dot. One more time. Dot. Yes. Tiếp theo, cái dấu gạch ngang ở phía trên đúng không? Chúng ta sẽ đọc là dash. Dash. Again, dash. Dash. Yes. And the last, tiếp theo, chúng ta sẽ có cái dấu xếp trừ gạch dưới đúng không? Mình sẽ còn nói là underscore. Underscore. Nhắc lại theo Thanh nào. Underscore. Underscore. Again, underscore. Underscore. Yes. Và cái nút A còng đúng không? Thì chúng ta sẽ đọc là at hoặc là đọc là at. Được chưa? Thì đa số chúng ta sẽ đọc là at, nhấn mạnh nhá. Rồi, đọc lại theo Thanh nào. At. 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 Rồi, chúng ta nhớ nhá. Rồi dấu chấm chúng ta sẽ đọc là dot. Dấu gạch ngang là gọi dash. Dấu gạch dưới đọc là underscore. Và dấu chữ A còng chúng ta đọc là at hoặc là at. Alright. Okay, now you have to listen. Bây giờ chúng ta sẽ nghe cái đoạn nội thoại này và sau đó nối từ câu số 1 đến câu số 6 cho Thanh nhé. Okay, so listen. Listening 17. 1. r.kane@orange-design.com 2. service@ccs.fr 3. k-suzuki@east.jp 4. f_carlton@netgate.co.uk 5. prince_1@cnv.de 6. smirnoff@u-mail.ru
Alright, các bạn đã hoàn thành tất cả các cái phép nối ở đây chưa? Nếu các bạn chưa hoàn thành thì các bạn hãy dừng video và quay trở lại nghe lại cái audio từ 1 đến 3 lần. Sau đó thì hãy so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn nhé. Ok, and here are the answers. Và đây là đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn. Rồi, các bạn bây giờ hãy tập đọc cái email này cùng với Thanh nhé. Đầu tiên, number 1, r.kane@orange-design.com. Number 2, service@ccs.fr. Good job. Number 3, k-suzuki@east.jp. k-suzuki@east.jp. Great. Number 4, f_carton@netgate.co.uk. Lưu ý này, cái dấu cách dưới này là underscore đúng không? Ok, cái này là có co.uk. Rồi, các bạn đọc lại cùng Thanh nhé. Number 4, f_carton@netgate.co.uk. f_carton@netgate.co.uk. Great. Number 5, prince_1@cnv.co.uk. D-E. Again. prince_1@cnv.com. Great. Number 6. smirnov@u-mil.ru. Again. smirnov@u-mil.ru. Great. Chính xác rồi. Mọi người sẽ cố gắng luyện tập thật nhiều lần để chúng ta quen với các cách đọc này đấy nhé. Alright, so we move from communication practice 4. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần luyện tập số 4 nhé. Ok, Thanh, ở đây Thanh có hai cái phiếu đúng không? Bây giờ mình sẽ thực hành cái phiếu đầu tiên, được chưa? I am student A, Thanh sẽ là người A, còn bạn sẽ là người B, được chưa? Thanh hỏi và bạn trả lời, sau đó chúng ta sẽ đổi ngược lại, được chưa? Rồi, đầu tiên Thanh sẽ hỏi số điện thoại của bạn nhé. Ok, so what's your telephone number? Và các bạn trả lời, my telephone number is 0579456754. Ok, sau Thanh sẽ trả lời, sorry. Các bạn nhắc lại, 0579456754. Và sau đó Thanh xác nhận lại, so 0579454. 4567544. Nếu mà đúng các bạn sẽ trả lời that right. Ok, rồi bây giờ chúng ta thử luyện tập nhé. Bây giờ Thanh sẽ hỏi bạn về số điện thoại di động nhé. What's your mobile number? My mobile number is 0634598771. Sorry? 7, 1. So 0634598771. That's right. Okay, good job. Bây giờ bạn sẽ hỏi Thanh số fax đúng không? Và Thanh sẽ trả lời nhá. Fax number is 0579670035. Sorry. Is 0579670035. So 0579670035. That's right. Okay, good job. Rồi, bây giờ Thanh sẽ hỏi các bạn địa chỉ email và các bạn sẽ trả lời nhá. What's your email address? Yes. Sorry? p.james@ttk.uk. Is p.james@ddk.uk? That's right. Okay, good job.
Rồi, còn một cái phiếu bài tập thứ hai thì các bạn hãy tương tự luyện tập cùng với người thân của mình hay là những cái bạn học cùng học tiếng Anh với mình, được chưa? Mỗi người một phiếu và sau đó chúng ta sẽ luyện tập ghi lại thông tin cá nhân nhé. So what about you? Okay. What's your name? Where you from? What's your phone number? Can you give me the fax number? What's your email address? Alright. Rồi, trước khi mà các bạn trả lời thì Thanh sẽ hướng dẫn các bạn trước nhé. Rồi, các bạn sẽ hỏi và Thanh trả lời. What's your name? I'm Thanh. Where are you from? I'm from Hanoi. What's your phone number? My phone number is 0963542204. Can you give me the fax number? I don't have the fax number. What's your email address? My email address is anhnguama@gmail.com. Okay, mọi người lưu ý cái chữ này mình đọc là gmail, được chưa? gmail.com. Okay, great. And now I ask you and you have to answer. Bây giờ Thanh hỏi bạn và bạn trả lời nhé. Okay. What's your name? Where you from? I'm from. What's your phone number? My phone number. Can you give me the fax number? My fax number is... Okay. What's your email address? Okay, great, good job. Now, so what do you learn today? Okay, vậy thì mình đã học được cái gì ngày hôm nay nhỉ? Trước khi mà các bạn cùng tổng kết với Thanh thì các bạn hãy dừng video và sau đó tự mình ghi ra là những công thức hay là những cái từ vựng mình học được và trong ngày hôm nay là gì? Tự tổng kết lại nhé. Okay, sau khi mà tự tổng kết lại rồi các bạn hãy xem tiếp video cùng với Thanh nhé. Okay, good job. So, hôm nay chúng ta sẽ học về cách đọc đúng số từ 0 đến 10. Đúng không? Thứ hai, telephone numbers, cách nói về số điện thoại. Ví dụ có hai số chúng ta sẽ đọc là 44 hoặc là 44, được chưa? Số 0 mình có hai cách đọc là 0 hoặc là 0. Tiếp theo, số điện thoại mình có là telephone number hoặc là phone number, được chưa? Phần email address chúng ta sẽ học một số ký tự trong khi đọc email, đúng không? Và câu hỏi về số điện thoại, số fax, số điện thoại cá nhân hoặc là câu hỏi về địa chỉ email. Okay, good job. That's it for today. Okay, that's it for today. Như vậy đã kết thúc bài học ngày hôm nay và Thanh hy vọng là mọi người sẽ luyện tập thường xuyên và gặp thật nhiều người. Khi mà gặp ai, chúng ta sẽ luyện tập để hỏi và ghi lại số điện thoại hay là trao đổi số điện thoại cũng như email với bạn bè, đồng nghiệp cùng với nhau. That's it for today. Thanks for coming to my class and see you next time. Bye!